Lần đầu tiên tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á của Viện Smithsonian, nghi lễ hầu đồng, hình thức diễn xướng tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được trình diễn, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả gốc Việt cũng như khán giả nước ngoài. Với mong muốn mang một nghi lễ hầu đồng thuần Việt sang Mỹ, Việt Nam Society đã cất công nghiên cứu, tìm kiếm và mang trang phục đạo cụ từ Việt Nam sang. Hơn 6 tháng để chuẩn bị, từ khâu lên kịch bản chương trình, thiết kế sân khấu, đến việc chọn lựa các nghệ sĩ, diễn viên, buổi biểu diễn đã mang đến một không gian thiêng liêng, mới mẻ và đậm nét văn hóa Việt Nam. Chúng ta vừa được xem những hoạt động văn hóa đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại những địa điểm rất trang trọng ở giữa thủ đô Washington DC của nước Mỹ. Nghi thức hầu đồng được tái hiện tại Viện Smithsonian, một khu phức hợp nghiên cứu và bảo tàng nổi tiếng thế giới. Mời bạn theo dõi kênh Four Palaces Tứ Phủ nhé!